Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quẩy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chương trình được tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Kính thưa quý vị, chúng tôi luôn mong muốn được gặp quý vị vào lúc 19 giờ vào thứ bảy hàng tuần trên HTV7 và hy vọng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều niềm vui bên gia đình của mình. Còn bây giờ, Đình Toàn xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ các thí sinh trong chương trình Siêu Quẩy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Hoang Ca, 1 tuổi, cân nặng 12kg, sở thích, thích chơi trò chơi lắp ráp, thích thú bình, thích ăn chảo. Hạng Rùi, thí sinh Nhi Alicia, 3 tuổi, cân nặng 14kg, thích đọc truyện, thích ăn xôi và thích ôm gối ôm. Hạng Nặng, thí sinh Hoàng Khang, 6 tuổi, cân nặng 28kg, thích ăn gà rán và thích màu xanh lá cây. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Tuấn Kiệt, 1 tuổi, cân nặng 9kg, sở thích là chơi xe, ôm gối và uống nước trái cây. Hạng Rùi, Gia Hân, 3 tuổi, cân nặng 18kg, thích chơi bong bóng, thích bơi lội. Hạng Nặng, thí sinh Thiên Trang, 6 tuổi, cân nặng 25kg, sở thích là thích đi du lịch biển. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Minh Quân, 1 tuổi, cân nặng 10kg, sở thích là thích nghe nhạc. Hạng Rùi, thí sinh Ngọc Thư, 3 tuổi, cân nặng 15kg, thích ăn kẹo sô-cô-la, thích chơi bong bóng. Hạng Nặng, thí sinh Khánh Đan, 6 tuổi, cân nặng 25kg, sở thích cực kỳ đơn giản, thích đi nhà khách. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Các thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi sẽ bắt đầu bước vào cuộc tranh tài. Và trò chơi hôm nay các thí sinh sẽ bước vào đó là trò chơi bò nhanh. Chúng ta nghe tên là biết rồi. Các thí sinh sẽ cùng xem ai bò nhanh hơn dưới sự trợ giúp của quý vị phụ huynh. Quý vị nhìn xem, phụ huynh cũng rất là cực nhọc. Nhưng không sao, vòng chơi sẽ bắt đầu liền. Thí sinh nào bò về đích nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm, về nhì được 2 điểm và về chót được 1 điểm. Nào, mời các thí sinh bước vào vị trí. Nhớ bò theo xe. 1, 2, 3, bắt đầu. Bò đi con, bò đi con. Không bò theo. Ken ơi, Ken, Ken. Bò đi con, bò, bò, bò đi con. Ken, 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 Ken. Bò, 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 bò. Sốc, sốc, thằng làm này con. Bò đi, sốc. Sốc. Bò đi con, bò đi con. Sốc. Bò, bò. Bò thấy con. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Bò lên, bò lên, bò lên. Tiếp tục, tiếp tục con. Tiếp tục. Tiếp tục con, tiếp tục. Tiếp tục con. Đá lên con, đá lên, đặt tay lên, đặt tay lên, đặt tay lên, đặt tay lên, đặt lên, đặt lên, đặt lên. Wow, kính thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta cho điểm các đội đây. Đầu tiên, đội màu xanh con nhận được 3 điểm về cho đội của mình là người chiến thắng. Đội màu vàng, dê nhì nhận được 2 điểm. Đội màu đỏ tự ý bỏ cuộc, coi như nhận 1 điểm thôi. Kết thúc trò chơi bò nhanh. Điểm số của các đội bây giờ là đội đỏ 1 điểm,
đội xanh 3 điểm và vàng 2 điểm. Chúc mừng cả ba đội. Chào mừng quý vị đến với siêu quậy tí hon giải vô địch hạng ruồi. Giải vô địch hạng ruồi dành cho các thí sinh có độ tuổi trung bình của cả ba đội. Và hôm nay các thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi dọn sạch lỗ. Trò chơi rất đơn giản. Mỗi thí sinh đều có một số lượng trái cây bằng nhau trong rổ của mình. Khi nào chú Đình Toàn đếm 1, 2, 3, các con sẽ bắt đầu lần lượt. Mỗi lần cầm một trái cây và đem lên bỏ vào cái rổ đúng theo màu của đội mình. Nhớ nha, chúng ta chỉ có thời gian là 2 phút thôi. Và trong 2 phút đó, ai mang về được nhiều trái cây nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người mang ít hơn được 2 điểm. Và người cuối cùng sẽ nhận được 1 điểm. Nhớ nha. Nào, thí sinh của đội màu đỏ, ở nhà con có thường phụ mẹ dọn dẹp không? Dạ có. Con phụ mẹ làm gì nè? Con có quét nhà không? Dạ có. Con có lau nhà không? Dạ có. Con có giặt đồ không? Dạ có. Con có nấu cơm không? Dạ có. Con có rửa chén không? Dạ có. Trời ơi, cái gì cũng có hết trơn. Chú Toàn nể con rồi đó. Thế còn đội màu vàng, ở nhà mẹ kêu tên con là gì? Vũ Ngọc Thư. Là Vũ Ngọc Thư, nhưng mà bình thường chú Toàn nghe mẹ kêu tên con một tên khác nữa, đó là tên gì? Con Vịt. Là con gì? Con Vịt. Tức là tên Donald, đúng không? Donald. Vậy con biết con Vịt nó kêu làm sao không? Cạp. Cạp. Còn thí sinh màu xanh, con có biết con Vịt kêu làm sao không? Cạp. Con gì kêu gấu gấu? Chó. Vậy con mèo kêu làm sao con? Các con rất giỏi và sẽ giỏi hơn nếu như chúng ta hoàn tất phần thi này. Nào, bây giờ thì mỗi bạn cầm một cái món trái cây lên. Cầm một trái cây lên, lẹ lên. Cầm một trái lên. Và bắt đầu chuyển tới giỏ phía trước. 1, 2, 3, bắt đầu. Chạy lên con. Trở về. Lấy trái tiếp theo. Nhớ đừng bỏ nhầm giỏ của bạn nha. Tiếp tục, tiếp tục. Đội màu vàng nhanh lên nhưng cẩn thận coi chừng té. Một cây chuối đang được chuyển lên với một cái mãn cầu. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đó, chúng ta đi con. Cẩn thận đứng lên và tiếp tục. Đúng rồi. Lấy một cái tiếp theo. Chạy lên. Chúng ta cùng xem ai là người đặt vào rổ đầu tiên. Yeah. Còn thí sinh mà ta đứng đây nào. Hết. Yeah. Quả là rất hấp dẫn đúng không quý vị? Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem điểm số của mỗi thí sinh như thế nào. Đầu tiên, đội màu xanh. Con cũng rất giỏi, tuy nhiên chỉ chậm hơn bạn một chút thôi. Và con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Còn đội màu vàng và đội màu đỏ đều rất nhanh nhẹn và đặt vào vị trí cùng một lúc, cho nên cả hai đội đều xứng đáng là những đội chiến thắng và mỗi đội nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Kết thúc trò chơi dọn sạch rổ, số điểm của các đội hiện giờ là đỏ 4, xanh 4. Lại đến với phần tiếp tục thi đấu của các thí sinh ở Hạ Long. Và ở phần này các thí sinh sẽ cùng nhau thi uống sữa. Trong vòng 2 phút, thí sinh nào uống sữa nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh về nhì được 2 điểm và thí sinh uống chậm nhất được 1 điểm. Mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức phân phát một bình sữa với thể tích như nhau. Nào, bây giờ xin mời quý vị phụ huynh hãy cùng giúp thí sinh bắt đầu bước vào vòng thi. Nào, dạ rồi, mời bắt đầu. Quả là một tác dụng mới của bình sữa. Bây giờ thằng mới biết có thể làm nín khóc bất kỳ lúc nào. Con cầm bình đi con, cầm bình đi. Sóc, sóc cầm bình đi. Sóc cầm bình đi. Rất là đáng yêu. Uống đi con, uống đi con.
đó. Uống đi, đừng nhìn chú Tài. Uống đi, cười cái gì, uống đi. Ngửa mình lên, ngửa mình lên. Ngửa ra để cho mày. Ngửa ra nha. Uống đi, con uống đi, cười cái gì, uống đi. Vậy sao vậy, tại sao? Đáng lên, còn có một chút xíu thôi, đáng lên con. À, đây nè. À, nhanh lên, sắp hết giờ rồi các con. Ken, nhanh lên. Yeah! Con chiến thắng rồi đó, được rồi. Ngồi lên. 5, 4, 3, 2, 1, 0, hết giờ. Tín hiệu hết giờ báo cùng lúc với việc bình sữa rớt xuống. Và đội màu xanh con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Còn con định bú bình tới chừng nào hả? Con sẽ nhận được 1 điểm về cho đội màu vàng, hiểu không? Kết thúc phần thi uống sữa, đội đỏ 6 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng 5 điểm. Chào mừng quý vị đã trở lại với giải vô địch hạng ruồi. Và bây giờ các thí sinh của chúng tôi đã sẵn sàng rồi để đến với một cuộc tranh tài mới trong ngày hôm nay. Các thí sinh sẽ cùng nhau tham gia trò chơi thầy thả. Như thế này, các thí sinh sẽ thay tả cho mỗi em bé của mình, có thể giống hoặc không giống cách của người lớn. Quan trọng là hay được tả cho em bé mà thôi. Và trong quá trình đó đòi hỏi là mở một cái tả sử ra, bồi phấn cho em bé hay một tả mới. Và trong vòng 2 phút, thí sinh nào hay tả nhanh nhất và đẹp nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh thứ nhì sẽ nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng sẽ dẫn như luật chơi của chúng ta, nhận được 1 điểm. Và bây giờ, cả 3 thí sinh đưa hai tay lên, chú Toàn coi nào. Đưa hai tay lên, hai tay luôn, chập vào nhau, khởi động đôi tay cho thật khéo léo, cho thật dẻo dai. Bởi vì chúng ta chuẩn bị làm một công việc rất khéo léo đây, đó là thay tả cho em bé. Mỗi bạn sẽ nhận lấy một cái tả mới của con và của con. Nào, công việc thay tả cho em bắt đầu. Thay tả đi. Rất nhanh nhẹn, phải lột cái tả cũ ra mình mới thay tả mới. Đúng rồi, áo đỏ. Con xuất phát rất nhanh, bôi phấn cho em đi. Con tháo cái tả cũ ra. Lỡ ra. Cái này nữa. Lỡ ra. Bôi phấn cho em đi. Đúng rồi, lật em trở lại. Rồi, và bây giờ đẩy vô. Rồi, anh chân em nè. Kéo tả lên con. Hay lắm. Còn có, dán mấy con keo nó vô đâu, lật em lại dán vô. Ấn em lên nào. Chuẩn bị nha, sắp hết giờ rồi. Con mặc cho em chân bên này nữa, đẻ lên. Dán mấy con keo chân bên này, đây nè. Dán chân bên này nè, mấy con keo nè con. Dán vô cho em. Chuẩn bị hết giờ rồi đó. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ẩm em bé lên chú Toàn coi nào. Wow.
vậy là cuối cùng các thí sinh chúng ta đã hoàn thành trong phần thay tã cho em bé rồi. Chưa toàn kiểm tra ở đội màu vàng đâu. Wow, rất đẹp. Đội màu đỏ. Hơi sệ như vậy em bé có đi được không ta? Chắc cũng được. Cũng rất đẹp mà hơi sệ. Không sao, kéo lên. Thế còn đội màu xanh, các bạn coi nào. Phần tả này được biến thành nhớ để mặc cho chân. Lắc rớt không đây? Rớt không? Không rớt. Các con rất giỏi. Và bây giờ chúng ta phải cùng cho điểm ba thí sinh thôi. Mặc tả nhanh nhất và tương đối đẹp, chúng ta quyết định đội màu đỏ sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Ủa, bây giờ mới thấy con nè. Con sẽ nhận được 2 điểm cho phần mặt tả của mình. Còn con, đội màu xanh, con cũng nên vui mừng lên, bởi vì con cũng đã cố gắng mặt tả cho em rồi và con nhận được 1 điểm cho đội của mình. Nào, bây giờ thì cả 3 thí sinh cùng bước lên bục. Nhún nhảy cho chú Toàn coi nào. Nhún nhảy theo nhẹ. Và phần chơi thay tả kết thúc. Số điểm các đội bây giờ là đội đỏ 9 điểm, đội xanh 8 điểm và đội vàng 7 điểm. Chúc mừng cả 3 đội. Chạy nhanh lên. 4 3 2 1 dừng lại. Mời cả 3 thí sinh bước lên đây. Nhớ cầm theo đôi đũa của mình. Cầm theo đôi đũa của mình. À ha. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm số cá viên chiên từ đội màu đỏ trước. Cho tôi mượn nào. Hey, bạn đứng đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 viên cá viên chiên. Chúc mừng đội màu đỏ. Thế còn đội màu vàng con đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 viên cá viên chiên. Đội màu xanh, con đoán là con được bao nhiêu viên? 13 viên. Thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chính xác là 13 viên. Với việc mang về 9 viên cá viên chiên, đội màu đỏ lại tiếp tục nhận được 1 điểm nữa. Yeah. Và dự đoán chính xác với con số 13 viên cá viên chiên, đội màu xanh nhận được 2 điểm. 3 điểm một lần nữa lại thuộc về các bạn đội màu vàng với 15 viên cá viên chiên. Wow, thế là giải vô địch hạng nặng của chúng tôi đã tạm khép lại ở đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem tổng số điểm của tất cả 3 giải qua 3 vòng thi. Sau khi kết thúc trò chơi truyền cá viên, điểm số của các đội: đội đỏ 11 điểm, đội xanh 12 điểm và đội vàng 13 điểm. Xin chúc mừng đội vàng. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Và kết quả đội đỏ nhận huy chương đồng với 11 điểm, được nhận một phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 900.000 đồng.
điểm bạc, một về đội màu xanh với 12 điểm, một phần quà của nhà tài trợ và một chiếc quà trị giá 1.500.000 đồng. Và chiến thắng đó là đội màu vàng với 13 điểm bạc quý chiến trang, một phần quà của nhà tài trợ và một chiếc quà trị giá 3.000.000 đồng. Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đồng Tây phối hợp tổ chức. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ thứ bảy tuần sau. Chào tạm biệt.